Vào những ngày cuối năm này thì trong khi nhà nhà người người của chúng ta đang tất bật với bao công việc thường nhật, thì tại quán cơm Nụ Cười 2 ở địa chỉ số 901 đường Âu Cơ, quận Tân Phú của thành phố Hồ Chí Minh thì các tình nguyện viên là những vị khách ngoại quốc cũng đang là bận rộn không kém. Vâng, chúng tôi xin nhấn mạnh đây là những vị khách ngoại quốc. Thưa quý vị, họ đang làm gì nơi đất khách quê người? Chúng ta hãy cùng theo dõi ngay sau đây nha. Các tình nguyện viên đặc biệt tại quán cơm Nụ Cười 2 đều là những vị khách du lịch đến từ nhiều quốc gia khác nhau, nhưng họ đều có chung một điểm, đó là yêu thích Việt Nam và yêu thích các công việc tình nguyện dành cho cộng đồng. Đây là Jen, người phụ nữ có quốc tịch Anh. Cô Jen năm nay đã 56 tuổi, cô là một giáo viên dạy hưu và sống độc thân. Hiện công việc của cô là đi làm từ thiện ở nhiều nước, trong đó có Việt Nam. Đây là một công việc rất tốt và tôi vô cùng yêu thích. Tôi có thời gian và tôi cũng muốn dùng bàn tay của mình để giúp đỡ cho cộng đồng. Trong thời gian làm việc tại bếp Nụ Cười, tôi rất ấn tượng với một người phụ nữ vừa bồng con vừa đi bán vé số và cô ấy đến đây ăn cơm mỗi ngày. Thật sự hình ảnh đó đã chạm vào trái tim của tôi, vì cũng là phụ nữ nên tôi thật sự rất đồng cảm với cô ấy. Theo Jens, không phải người nước ngoài nào cũng yêu thích các công việc làm từ thiện. Ở nước Anh của cô, cũng có nhiều người họ sống không quan tâm đến người khác. Thế nhưng cô Jens không muốn mình sống như vậy. Cô nghĩ rằng mỗi người hãy thử đặt mình vào hoàn cảnh của người khác và biết cách cho đi. Bữa ăn ở đây rất rẻ nên số người nghèo được giúp đỡ sẽ tăng lên. 1 euro đổi ra được 26.000 đồng thì tôi có thể giúp được cho 12 người. Tại vì ở Ý tôi rất ít khi phải rơi vào hoàn cảnh cần phải làm nhiều việc để tồn tại. Vì vậy tôi rất yêu thích công việc thiện nguyện này. Các bạn tình nguyện đến đây nó rất nhiều thành phần. Sinh viên có, người già, người về hưu cũng có. Mà những người họ đã thành danh rồi cũng có. Nhưng mà gặp nhau một cái điểm chung là họ đến vì cộng đồng. Hầu hết khi các tình nguyện viên quay trở về nước, điều họ lưu luyến nhất vẫn là nụ cười thân tình của những người lao động nghèo. Có thể khi các tình nguyện viên nước ngoài phục vụ, nhiều người lao động nghèo không thể nói chuyện lại. Nhưng sâu xa nhất, mọi người hiểu rằng sự cho đi đó mới là điều trân quý biết dừng nào. Giờ nói về mấy người Tây thì cũng là rất là tốt và nhiệt tình. Đối với bà con thì cũng rất là nhiệt tình và rất là chu đáo. Có thể nói, bữa cơm với giá 2.000 đồng cùng với sự phục vụ tận tâm của các tình nguyện viên đến từ khắp thế giới thật sự là một món quà đầy trân quý dành cho người nghèo. Đúng như người ta vẫn thường nói với nhau, sống là cho đi, chứ đâu chỉ nhận riêng mình. Vâng thưa quý vị, khi mà nhìn thấy cái số 2.000 đồng ở đây cho một suất cơm thì chắc hẳn là quý vị cũng có phần thắc mắc và tò mò về con số 2.000 đồng này. Với những cái câu hỏi như 2.000 đồng thì liệu suất cơm này có đầy đủ dinh dưỡng và có chất lượng hay không? Thì Linh Đan xin được phép trả lời với quý vị là có, không những đầy đủ dinh dưỡng mà còn rất là ngon. Bởi vì mình cũng đã có lần đến với quán cơm Nụ Cười và đã được mời một phần cơm ở đây rồi. Và rất là ngon quý vị ạ. Và khi mà Linh Đan cũng có một cái câu hỏi đặt ra cho những người thực hiện những cái suất cơm này là đã làm tình nguyện rồi, thế tại sao là chúng ta không tặng không cho mọi người đi mà lại phải thu về 2.000 cho mỗi suất cơm như vậy? Thì câu trả lời là mình phải suy nghĩ rất là nhiều. Đó chính là thu về 2.000 như vậy là để cho người lao động họ hiểu rằng để có được những suất cơm như thế này thì họ cũng phải lao động và họ cũng phải cho lại để làm một cái số tiền, chứ không phải nếu như mình cho không thì họ sẽ ý lại và họ sẽ không lao động, lười lao động. Và đó là những cái việc làm mà chúng ta giúp cho những người khác nhưng vẫn không để cho họ ý và lười đi lao cái sức lao động của mình. Và tôi thấy ở Sài Gòn, thành phố Hồ Chí Minh của chúng ta là một cái mảnh rất rất là hay chị ạ. Không chỉ có quán Nụ Cười này đâu mà rất nhiều những cái quán cơm 2.000 đồng giá 5.000 nó nảy sinh giữa một cái thành phố mà tôi tưởng là lúc ngày đầu tiên tôi lên Sài Gòn thì tôi nghĩ đây là một thành phố rất là xô bồ, không có tình người đúng không? Thành phố không có tình người, nó chỉ xoay chuyển theo cái nhịp sống công việc thôi và người ta rất là hững hờ với nhau. Tuy nhiên ở giữa cái lòng thành phố có những cái quán cơm như thế này thì khiến cho những người con xa quê, những người lao động nghèo không may mắn, họ cảm thấy ấm lòng hơn. Chính xác. Thật sự là đây là một cảnh mảnh rất là đáng sống.